Namaste. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Thu Sinh, hiện đang dạy yoga tại công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng. Trong yoga có những cái tư thế tác động đến cơ thể của mình, làm cho cơ thể của chúng ta luôn tiết ra được những cái chất làm linh hoạt của cơ thể. Và đặc biệt là cơ thể của chúng ta có một cái tuyến gọi là tuyến nội tiết tố, bởi vì cái tuyến này nó sẽ giúp chúng ta cân bằng về sức khỏe, tâm lý, sinh lý. Và những cái tuyến này khi mà nó hoạt động kém đi thì khiến cho chúng ta cũng trở nên lão hóa và kém có sự tự tin trong cơ thể của mình. Nội tiết tố là gì? Làm sao để cân bằng nội tiết tố trong cơ thể của mình? Và nếu như nó mất cân bằng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta ra sao? Cũng như cũng có rất nhiều người đặt cho Sinh một câu hỏi là làm sao để mình luôn giữ được những cái lửa yêu thương của cơ thể? Làm sao để luôn giữ cái sự trẻ trung, năng động và thoải mái? Các bạn có biết rằng yoga là sự nối kết của cơ thể, tâm trí và tinh thần? Nó là một cái sự cân bằng tất cả các nguồn năng lượng trong cơ thể. Để từ đó khi chúng ta luyện tập các tư thế yoga, nó sẽ giúp chúng ta trở nên dẻo dai, săn chắc hơn. Và đồng thời sự vận động của hơi thở tác động vào cơ thể của mình để thúc đẩy cái dòng máu lưu thông trong cơ thể, kết hợp với những cái hệ tuyến tiết ra những cái hormone phóng thích vào dòng máu để làm